Thời tiết đã vào đông, nhiệt độ xuống thấp khiến các cơ cơ thường bị co rút lại. Việc vận động khớp trở nên khó khăn nên hay dẫn đến tình trạng đau nhức xương khớp và trời lạnh. Tình trạng đau nhức này không chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi mà còn có thể xảy ra ở người trẻ, khỏe mạnh. Vì thì làm cách nào để giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp và trời lạnh? Cùng tìm hiểu với bác Hoa Sành ngay sau đây nha! 1. Luôn giữ ấm cơ thể. Dù ở nhà hay đi ra ngoài, các bạn cũng nên giữ ấm cho cơ thể bằng cách mặc quần dày, quàng khăn, đi tắm để giữ ấm. Để hiệu quả hơn thì các bạn cũng nên bôi dầu nóng, cao dán nóng để làm ấm khớp. Việc làm cho cơ thể luôn ấm sẽ giúp tăng lượng máu lưu thông để nuôi dưỡng các khớp, từ đó giảm đau nhức xương khớp. 2. Chế độ dinh dưỡng hợp lý. Khi bị đau nhức xương khớp, các bạn nên chú trọng bổ sung nhiều thực phẩm chứa omega 3, vitamin K, vitamin C như cá hồi, các loại hạt, rau lá có màu xanh đậm, cam, cà chua, v.v. Những thực phẩm này sẽ giúp giảm viêm, giảm đau nhức xương khớp và giúp khớp khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tránh ăn những thực phẩm có nhiều đường muối, đồ chiên rán, thực phẩm lên men, đồ uống có cồn và đặc biệt là măng. Những thực phẩm này sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu đến xương và làm gia tăng hiện tượng đau nhức. 3. Chườm nóng. Khi khớp có dấu hiệu đau nhức, tê cứng, các bạn có thể sử dụng túi chườm nóng để làm ấm khớp. Việc làm ấm khớp sẽ giúp cho các mạch máu giãn ra, khí huyết lưu thông đến khớp được dễ dàng và giúp nuôi dưỡng khớp. Các bạn có thể sử dụng một số túi chườm nóng có bán trên thị trường hoặc có thể dùng muối hạt rang với lá ngải cứu, cho vào một cái khăn mềm bọc lại rồi đắp lên vùng khớp bị đau trong khoảng 30 phút. Đây là một bài thuốc dân gian cũng rất có hiệu quả. 4. Uống nhiều nước. Xu hướng lười uống nước vào mùa đông cũng sẽ khiến cho hệ miễn dịch của bạn suy giảm, làm gia tăng các cơn đau nhức xương khớp. Do đó, các bạn cần bổ sung đầy đủ lượng nước cần thiết từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, nên ưu tiên uống nước nóng để giữ ấm cơ thể tốt hơn nha. 5. Rèn luyện xương khớp. Nhiều người vì sợ đau nhức xương khớp nên không dám cử động nhiều. Tuy nhiên, khi bị đau khớp, mọi người càng nên vận động thường xuyên để giúp khí huyết lưu thông, mô sụn có điều kiện hấp thu dưỡng chất và tăng tiết dịch, từ đó bôi trơn các khớp và giảm đau khớp. Thay vì ngồi một chỗ, các bạn có thể tập một số bài tập dễ thực hiện như đạp xe, tập dưỡng sinh, yoga, đi bộ, v.v. Sau khi tập xong, bạn sẽ thấy các khớp dễ chịu và tình trạng đau nhức sẽ thuyên giảm đáng kể. Ngoài những phương pháp trên thì các bạn cũng nên nghỉ ngơi hợp lý, không nên vận động quá sức, đặc biệt tránh ngồi làm việc quá 2 giờ liên tục. Việc ngồi làm việc liên tục có thể dẫn đến các bệnh thoái hóa khớp cổ, vai cũng như cột sống. Các bạn nên tranh thủ một vài phút giải lao để đi lại, vận động nhẹ nhàng, vừa giúp tinh thần thoải mái, vừa ngăn ngừa các bệnh về khớp. Bách Hoa Xanh hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.